Hồ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả điều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sua thế là thô sức thị thổ bà rô nô bồ tát sa sa nê a rô vô sức thị thổ hôi sa ha sa bê nha thi phi sa tha la tha sức thị thả bà rô na ha bồ tát sa sa nê a rô ga sức thị thả hôi sa ha sa bê nha thi phi Ha Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Ga Su Phi Tả Hô Tha Sa Ha Sa Bê Thị Nhà Tị Phi Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bao, chúng con vui thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang các tập bằng kí ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa tí đa xê su ga tăng ca tăng về sa ta san nhi nô a ti về cha sa ta san nhi nô ca tăng bu nha pha lăng mấy hàng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đình năng Bụn nhà phá lặng má già về cha ta tha na cha nan ti đề hoa gánh tòa ni huệ đã dùm sắp bê lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nôn nhàn phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng một cung trời đau lợi thọ chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn đâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mà nay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng gọi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọa lạc y đặng vô nhà tỳ nu su khi tà hồn tu nhà ta vô nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đằng quá ta mê buồn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy làm bọn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm. Dạ con đã xong phần lễ bái tam bảo Thọ Trì Tam Quy và Bạc Quan Trai Giới hôm nay. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức rất là nhiều. Dạ, cảm ơn tất cả chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ. Cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, phước báo trong sạch nào chúng con đã tạo được ra trong ngày hôm nay thì con cũng kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức, quý bà, quý cô nữ. Con cũng chia phước này đến đạo tràng Pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và con cũng cầu mong phước này trợ duyên cho tất cả quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp tự phụ. Dạ phần dạ, con để xem coi có thầy kinh dầu đạo tràng chưa đặng con thỉnh pháp sư.
Dạ, con chưa thấy thầy vào đạo tràng. Vậy con kính dâng mít đến ngài Trị Đức ạ. Alo, 123, 123. Kính lễ ngài Quán Không. Kính lễ đại đức Phước Sang. Sư Năm cùng chư tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào cô tu nữ Như Pháp. Xin chào Sư Mê Ta, Sư Hồng Mai, Sư Quán Mộng, Sư Thi An Lạc, Sư Trầm An, đạo hữu Hoa Hướng Dương, đạo hữu Vô Minh Hạnh, rồi bây giờ phải chờ thôi chứ sao nhỉ? Mỗi cái pháp môn, mỗi cái môn học đều khác nhau. Thì hôm nay thầy Kinh chưa đến thì chúng ta phải chờ, không thể dẫm chân lại nhau ha. Rồi, mến chào chị Châu Nguyễn, mến chào Huynh trọn đời học pháp ha. Rồi, chị Châu Nguyễn nè, thư ký nè của cái lớp học vi diệu pháp này. Hôm nay thầy Kinh có đến với đạo tràng hay không? Mời chị Châu Nguyễn. Làm sao đây? Hôm nay thầy Kinh có đến không? Rồi, mời chị Châu Nguyễn nha. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Dạ, con kính đảnh lễ Quý Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa con, hôm qua thầy có nói là vẫn học á thưa sư, mà con cũng mới vô, con cũng chưa thấy, để sư chờ giùm cho con một chút xíu để con nhắn con hỏi thầy ạ. Dạ, con kính dừng mic lại cho sư ạ. Dạ, con nhờ cô Meta hoặc là cô Hồng Mai có thể lên giữ mic giùm con một chút được không ạ? Dạ, con xin phép được xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Năm, dạ con kính đảnh lễ sư. Này con thấy sư Phước Sang, dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đàn. Dạ, để con coi thầy có vào chưa. Dạ, con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Kính chào cô Hồng Mai, cô Đờ Mê Nguyễn. Dạ, con thấy Châu Nguyễn nó để bốt bài cho đọc trước, vậy con xin cho đạo tràng. Hai Châu Nguyễn cứ bốt bài đi rồi cô mới ta đọc luôn Châu Nguyễn. Mít sa ca sang gá hô toát yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Mít sa ca sang gá hề chá hề túc lô phô đô sô mô hô á lô phô á đô sô á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân,
ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sát ta cha nan ga ni quy tắc cô quy cha ro bi tí so manat sang e cắt gắt ta đồ manat sang u bạch kha. Có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu u và bảy xả. Đoà đa sa mắc gan gai samma đích thi samma sang cấp bồ samma qua cha samma cam man tô samma chi vô samma qua gia mô samma sa ti samma sa ma thi mít cha đích thi mít cha sang cấp bồ mít cha qua gia mô mít cha sa ma thi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Em cứ post lên luôn đi cô đọc. Đoạn 2. Phà quỳ sát tình ri già ni, chắc khùn ri dằn, sô tình ri dằn, gà nền ri dằn, trì huỳnh ri dằn, cà dình ri dằn, ít thình ri dằn, bú ri sinh ri dằn, trì quy tình ri dằn, ma nền ri dằn, su khình ri dằn, lúc khinh ri dằn, sô manat sinh ri dằn, đồ manat sinh ri dằn, u bạch khinh ri dằn, sát thình ri dằn, quy ri dình ri dằn, sát tình ri dằn, sa mạ thình ri dằn, ri dằn, a nần nhà, tát xà mì tình ri dằn, anh nhìn ri dằn, anh nhà ta huynh ri dằn. Có 22 căn hay quyền, khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn, 2. Nhị căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 dị tri đương tri căn, 21 dị tri căn, 22 cụ tri căn. Na wa ba la ni sat tha ba lăng, quỷ ri gia ba lăng, sa ti ba lăng, sa ma thi ba lăng, bệnh nhà ba lăng, thi ri ba lăng, ốt tập ba ba lăng, a hi ri ca ba lăng, a no tập ba ba lăng. Có thực là 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tàm lực, 7. Quý lực, 8. Vô tàm lực và 9. Vô quý lực. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Không biết thầy vào chưa? Để mà ta coi nếu thầy vào thì mình ta thỉnh pháp sư luôn. Dạ, chưa vào ơi, nhường mic cho vị khác đọc tiếp tục.
Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang. Dạ con xin chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Metta cho biết tín hiệu, chị Châu Nguyên cho biết tín hiệu. Chị em xin bài, em xin được ạ. Dạ. Chất tà đồ api api pati chân đà pi pati viriya thi pati tà thi pati vi sang vi năng sa thi pati. Có bốn yếu tố tăng, có bốn yếu tố tăng thượng tâm là: một dục, hai cần, ba tâm và bốn thận. Chất tà rô a ha ra ka ka ba li ka ba ka ba li ka rô a ha rô ba so du ti yo man no san che tan na ta ti yo win nya nhà nà cha tút thằng. Có bốn loại vật thực là: một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực, bốn thức thực. Indriye su panettha so sota pattimak ga na nang a nhanh nhà tất xa mi tình ri dặn a ra hát tắp ha lành nhà nặng anh nhà ta huynh ri dặn mách chê cha nhà na ni anh nhìn đi già ni ti ba bốc cha ti chi huyết tình đi dành cha ru pa qua sẽ na đu quy hằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là Tu Đà Hường đạo tuệ, vị chi đương chi căn tất dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là a la hán quả tuệ, cụ chi căn tất a la hán quả trí, trong các căn ở giữa dĩ chi căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ con kính chào thầy kinh ạ. Dạ. À, chị Châu Nguyễn ơi có đọc nữa không ạ, hay hết rồi ạ? À dạ vâng. Dạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Năm, con kính lễ Sư Quán Khâm, con kính lễ Sư Phước Sang cùng Chư Tôn Đức, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào Thầy vừa vào đạo tràng, dạ con kính chào tất cả quý vị. Dạ bây giờ con xin đọc phần thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa bà ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bồ đà sa. Nam mô ta sa bà ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bồ đà sa. Nam mô ta sa bà ga wa tô a ra ha tô samma sambuddhasa brahma cha loka thi bati saham bati katan cha li anti warang aya cha tha santi tha sat tat para cha
ca cha thi ca đề xê tu thăm măng á nu cầm bi măng bá chăng sắp thăm má phê rinh quý na dân các cha ca giang xuất tân cha bạch thăng á phi thăm á châm măng a cô ta dành tô chất tu sắc cha đàn đăng bạch bồ tha này về bà ri xa và mặt chê phạm thiên lòng kính thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lập giả ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hàng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói từ bi chúng mọi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con kính dâng mic đến thầy để thầy thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến thầy. Nam mô A Di Đà Phật, Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà Phật. Dạ, kính lễ chư tôn đức rồi dạ, chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Ok. À, nãy giờ đọc bài xong hết chưa quý vị? Chưa, ok. Và trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tịnh Tất. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Atthivadame Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamattubang Sasattam Maganuttamang Atthivadipasitsang Atthidhammattasanghang con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp nam mô Bụt Thầy nam mô Tam Bảo kính thưa quý vị hôm nay chương trình mình bắt đầu ha đọc bài trước chút xíu ha sau đó dài có lối vui lối vui có thưởng rồi học thêm chút xíu nữa rồi xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá, dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, dạ con kính đảnh lễ sư Nèm, dạ con kính lễ cô Tư Nữ Như Pháp, dạ con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa thầy, hồi nãy giờ con post bài để cô Meta với lại Xích Phát Nguồn Lào Cai đọc mới tới đoạn 3 đó thầy. Thì bây giờ con post tiếp hay là con post lại rồi con mời cô Meta lại hả thưa thầy? Dạ, dạ vậy, dạ vậy con xin phép được post bài tiếp ạ. Dạ con kính nhân mic lại cho đạo tràng, con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Phước Sang, sư Năm, quý sư của Tư Nữ Như Pháp. Con xin mến chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Đoạn 4: Tâm cha vi nga nê su cha na ri ga ni a vi ti về su ba la ni a hê tu kê su
mắt gần già ni na la sầm tí ta tha vi chi kích cha chi tê e các gá ta mắt gìn cho tí gia ba la sa wa quăng na gắt cha tí vi hề tu ca ti hề tu ca cha wa ni quê quá giá thà sầm sa quá mã khi ba tí e cô quá lắp sắp tí các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tập, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm, cũng vậy trong nghi tâm nhất hành không thể trở thành đạo chi căn hay lực. Trong bốn tăng thượng dục trần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng nhận tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các thuộc nhị nhân hay tâm nhân tâm. Cha hề tú tâm cha cha năng gà mắt gần gà ná quá quá thú tồ sô lá xin cho cái giác thầm mà cha ba la thầm mà ná quê rí tà chắc tà rồ khí tắc tí vút tà tóc thà hà rà tí sắc tóc thà u sa la đi sa ma ki no vút đồ mi sắc cái sẵn gà hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có bốn yếu tố ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy, cảm ơn cô Nguyễn đã post bài, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học, con xin đọc bài. Nisaka sangha hồ toát yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Misaka sangha hề cha hề tu lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. 2 cha nan gani vi tắc cô vi cha ro bi ti so mana sang e các gata đồ mana sang ubekha. Có 7 chi thiền là: 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Ba đoà đa sa mắc gan ga ni sam ma di thi sam ma sang cap bo sam ma wa cha sam ma cam man to sam ma chi vô sam ma wa ya mô sam ma sa ti sam ma sa ma thi mic cha đi ti mít cha sang cáp bồ mít cha hòa gia mô mít cha sa ma thi. Có 12 chi đạo là: 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 10 tà định. Dạ, con đã
đọc bài xong, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu đọc bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Nam. Dạ, con kính lễ quý chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ cô Tu Nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con không thấy ai giơ tay, con xin phép được đọc bài ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Đoạn 2. Bà quỳ sa tình truy già ní chắc khu chắc khùn truy dần sô tình truy dần khà nìn truy dần triều hình truy dần cà dìn truy dần ít thìn truy dần bố rí xìn truy dần trì quý tình truy dần ma nìn truy dần su hình truy dần đúc hình truy dần so ma na sin tri yang do ma na sin tri yang upek hin tri yang sat tin tri yang wiri yin tri yang sat tin tri yang sama tin tri yang pan yin tri yang anan nya ta sa mi tin tri yang an yin tri yang an nya ta tri yang. Có 20 căn hay quyền, khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. Ưu căn, 14. Xả căn, 15. Tính căn, 16. Tấn căn, 17. Niệm căn, 18. Định căn, 19. Tuệ căn, 20. Vị tri đương tri căn, 21. Dĩ tri căn, 22. Cụ tri căn. Ná quá ba la ni sát thà ba lần, quý rí gia ba lần, sa tí ba lần, samma thi ba lần, bành nhà ba lần, hiri ba lần, ottapa ba lần, ahirika ba lần, anottapa ba lần. Có 9 lực là 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tàm lực, 7. Quý lực, 8. Vô tàm lực, 9. Vô quý lực. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ, con kính dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ, con mời cô Meta đọc lại nha cô. Tại hồi nãy cô với Sít Phát Nguồn Lào Cai đọc lúc thầy chưa có vào đó. Dạ, con xin phép post bài tiếp. Con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc tiếp. Đoạn 3. Chattaro athibati chanda thi
Bhatti, Viriya thi Bhatti, Chitta thi Bhatti, Quy Mạng Xà thi Bhatti. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chattaro ahara kabalikaro aharo fatso dutiyo maso sanche tana tatiyo vinyanang chatuthang. Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. Indriye subhanatha sota bhatti mak ganya nang ananya tatsami tinriyang arahat tafalan phalanya nang anyata vinriyang macche cha nhà na ni anh nhìn ri già ni ti ba vút chan ti chỉ quy tình ri dành cha ru ba ru ba quát xề na đu quy thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đạo quần, đạo tuệ. Vị tri, đương tri căn tức dự lưu đạo tri, đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ tri căn tức A-la-hán quả trí trong các căn ở giữa. Dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hạt mạng căn và danh mạng căn. Dạ, em ta đọc xong đoạn 3. Dạ, xin mời dì kế tiếp. Dạ, con kính đề nghị băng ngôi tâm bảo, con kính đề lễ ngày trị đức, sư Phước Sang, sư Nam. Dạ, con kính cha thầy kinh ạ. Dạ, cho con xin được đọc thêm một đoạn nữa ạ. Dạ. Cảm ơn cô Metta, cô Hồng Mai, cô Kim Nhung ạ. Dạ, cảm ơn chị Châu Nguyễn. Xin được đọc đoạn 4 ạ. Bành cha huyền nhà nề su cha cha nàn gà ni a quy Aviri Yesu Balani Ahe Tukesu Makgan Gani Na Lapanti Tatha Vichi Kicha Chite E Kagata Maginriya Palapha Wang gạch tí đi đi hệ tu ca đi hệ tu ca cha quan nề về qua yết tha sam pha quang apipati eko qua la pati. Các chi thiền không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các tâm vô nhân. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi hay căn lực. Trong bốn tăng thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hệ tu bành cha cha nành nhà nàn nhà nàn gà mắc gần gà na qua quát thu
tô số la sinh đi ya tham ma cha pa la tham ma na quê ri ta chân ta rô thi pa ti phu ta tát tha ha ra ti sát tát tha ku sa la di sa ma kinh nhô bút tổ mi sa ca sang ga hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại tinh linh tinh được trình bày trong 7 phương cách bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ con đã đọc bài đoạn 4 xong ạ. Dạ con được xin phép xuống mic mời một vị khác ạ. Mau với thầy nhé. Chào thứ, chào thứ. Bây giờ mình đi vô câu hỏi đi. Có đủ thời gian ha. Đó là câu hỏi đối vui. Hôm nay chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi 10 điểm, 5 câu 50. Ai lấy được hết 50 ngon lành ha. Vườn là cây lấy được nhiều, lấy chục, 20 ha. Còn mấy ta lấy mấy chục. Hồng Mai lấy nhiều, 20 điểm đi ha. Rồi, câu số 1. Cõi tứ danh quẩn là nơi chúng sanh. Cõi tứ danh quẩn là nơi chúng sanh có thân tướng rất vi tế, mắt thường không thấy được phải chăng? Cõi tứ danh quẩn là nơi chúng sanh có thân tướng rất vi tế, mắt thường không thấy được phải chăng? Câu dễ ủi ha. Ủi ha. Cõi tứ danh quẩn là nơi chúng sanh có thân tướng rất vi tế, mắt thường mình không có thấy được phải chăng? Rồi à, câu số 1 à, đầu pháp luôn là cho suy nghĩ chút xíu ha, cho quý vị suy nghĩ phút ha. Mời cho Nguyễn lên làm việc ha, réo gọi từng người lên, nay cho người ta cho 10 điểm hết mà ai cũng lấy 10 điểm ha, là tiếng dịch này ế ha. Ráng giờ lấy tiếng dịch ế. Rồi, mời MC làm việc nha. Dạ, thưa con xin được đọc câu hỏi của thầy. Dạ, câu 1. Cõi tứ danh uẩn là nơi chúng sanh có thân tướng rất vi tế, mắt thường không thấy được phải chăng? Dạ, dạ thưa con mời cô Metta, con mời cô Nhung, con mời cô Mai. Dạ, con mời cô Hạnh Kiểm. Dạ, con mời Xích Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con mời Huynh Chánh Tâm. Dạ. Dạ Huynh Chánh Tâm ơi, Huynh mới vô room nè. Huynh có chưa có đọc bài đó, Huynh có lên để mà trả lời câu hỏi được không Huynh? Cho em xin cái tín hiệu đi Huynh ơi. Rồi im ru. Dạ, con kính mời cô Metta. Dạ cô Metta trả lời câu số 1 được không cô?
Dạ thầy ơi, mọi người bận suy nghĩ hết rồi thầy ơi. Dạ con mời cô Mai. Cô Mai ơi, cô Mai lên cứu bồ đi. Dạ xa thú xa thú cô. Dạ con nhân bích cho cô ạ. Dạ con kính lãnh lễ Thông Tâm Bảo, kính lễ quý sư, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Thì con xin đọc câu hỏi ạ. Một cõi tứ danh quẩn là nơi chúng sanh có thân tướng rất di tế, mắt thường không thấy được phải chăng? Không nên nói vậy vì cõi tứ danh uẩn không có thân tướng, có danh không sắc. Thưa thầy hết ạ. Giỏi quá ta. Xa thứ 10 điểm, 10 điểm. Cõi tứ danh uẩn không có sắc pháp ha, thân tướng. Không nên nói thế. 10 điểm. Xa thứ cô Hai giỏi quá. Meta, cô Meta không dành, có người là cái không dành để không ai lấy trên điểm là câu số 2. Câu số 2. Cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng, phải. Cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Đấy. Cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng. Cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Vậy, cõi phi tưởng, phi vi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng vừa không có tâm sở, vừa có tâm sở tưởng vừa không có tâm sở tưởng, phải không? Phải chăng? Vậy cõi phi tưởng phi phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng vừa không có tâm sở tưởng, phải chăng? Vậy ôi ha, tranh thủ nha quý vị, tranh thủ lên giành 10 điểm để cô Mai có giành hết. Rồi xin mời rồi em. Dạ con xin được đọc câu 2. Dạ cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng, cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Vậy cõi phi tưởng phi phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng vừa không có tâm sở tưởng, phải chăng? Dạ thưa, con mời cô Meta. Dạ con mời Xuất Phát Nguồn Lào Cai. Dạ con mời Huynh Chánh Tâm. Dạ Huynh ơi, hồi nãy giờ thấy Huynh chạy ra chạy vô, Huynh còn trước máy không Huynh? Rồi dạ rồi Huynh Chánh Tâm té tiếp rồi. Dạ cô Meta ơi, cô Meta cứu bồ với cô Meta. Cô Meta lên trả lời câu số 2 giùm con nha. Cô Meta ơi, con xin bàn tay của cô. À, con
Dạ mời Sít phát nguồn Lào Cai đi. Sít phát nguồn ơi. Sít lên cú bồ với Sít. Sa thú dạ. Dạ kính dân mít ra cho Sít ạ. Dạ con xin được cho hỏi này ạ. Cái bài này con cũng chưa được học, nhưng con chưa được học kỹ ạ. Dạ, con đọc lại câu hỏi ạ. Cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng, cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Vậy cõi phi tưởng, phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng, vừa không có tâm sở tưởng phải chăng? Dạ. Cái này, dạ thưa thầy, con nghĩ rằng là khi đó thì người này đã an trú vào định thì sẽ không nên nói như thế, bởi vì là cái này là đều có, không có tâm sở tưởng và cũng không có sở tưởng. Dạ con, theo con thì là như vậy ạ, bởi vì là khi đó họ an trú vào khi đó là họ an trú vào cảnh thiền đó, và thiền định đó. Cho nên là nó gọi là phi tưởng, phi tưởng có nghĩa là không có tâm sở tưởng ở đây. Con được nghĩ là như vậy. Nên là cõi phi tưởng, phi tưởng tức là nó không có tâm sở tưởng, và nó phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng, vừa không có tâm sở tưởng. Chỗ này con nghĩ là nó không có luôn ạ, bởi vì gọi là phi tưởng, phi tưởng tức là nó không có thiên về bên nào, cho nên là không nên nói như vậy. Đã con xin được phép xuống mic. Rồi ngồi yên xuống, bán được hai tiếng dịch rồi. Mời tiếp. Mời cô MC làm việc đi, kêu réo rồi cho sao cho đông khách rồi lên người ta hưởng ứng vậy. Làm dịch mới bán được đây. Mời MC. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ trời ơi thầy ơi, sao bữa nay thầy nói chi xong rồi cái nãy thầy nói toàn điểm 10 không chi là bị bể xô rồi. Dạ cô Nhung ơi, cô Nhung lên cứu bồ với cô Nhung, cô Metta ơi. Dạ con mời bàn tay của các cô. Dạ cô Hạnh Kiểm đó nè, cô Hạnh Kiểm mấy lần con thấy cô Hạnh Kiểm cũng trả lời cũng lấy 10 điểm nè. Cô cầm mic trả lời câu hỏi được không cô? Con đọc lại câu số 2 ạ. Dạ, cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng, cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Vậy cõi phi tưởng, phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng, vừa không có tâm sở tưởng phải chăng? Dạ thưa, dạ cô Hạnh Kiểm ơi, dạ cô cứ cầm mic đi, cô thắc mắc gì cô cứ hỏi ha cô ha. Dạ con dâng mic cho cô ạ. Dạ nam mô Đức Tam Bảo. Dạ dạ thưa thầy, con chưa có học tới đâu hết trơn á thầy ơi, con mới có học chút vậy hà, mà con như câu hỏi của thầy đó, con thấy xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý là bảy cái tâm sở này có hết trong các tâm mà thưa sư, không vô biên xứ, thân thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ,
cũng đều có cái tâm, các cái tâm đó, bảy tâm biến hành hết trơn mà thưa sư. Thế thưa thầy, vậy thì con thấy thắc mắc vậy thôi, con hỏi chứ con không biết trả lời, tại vì con học chưa có tới đâu. Dạ thì con để con lắng nghe thôi chứ, với con nghe thầy dạy thôi chứ con không biết. Dạ con dâng mít lại cho thầy ạ. Câu hỏi là hỏi, mình trả lời câu hỏi đi chứ thắc mắc gì. Nghe câu hỏi trả lời, nhiều khi hên chúng này chúng được 10 điểm. Rồi mời MC làm việc tiếp được câu này chứ ai trả lời được hết trơn. Dạ thưa thầy, con nhớ rồi, ban nãy sư Thanh Kiểm nói cũng đúng. Thì con xin được trả lời bổ sung thêm. Như cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng, thì cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Thì vậy cõi phi tưởng, phi phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng vừa không có tâm sở tưởng. Như thế này là đúng ấy thưa sư, bởi vì là nếu mà cái tâm sở tưởng thì nó là sở hữu biến hành á, thì nó cũng sẽ biến hành trong 121 tâm, thì trong đó thì có cái tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ này thì chắc chắn là nó cũng sẽ có mặt đó. Thì như vậy thì là vừa có tâm sở tưởng vừa không có tâm sở tưởng thì không nó đều có tâm sở tưởng ạ. Dạ con bổ sung thêm như vậy có đúng hay không ạ? Có gì sai xin thầy chỉnh sửa cho chúng con ạ. Chưa được. Đâu, con Nhung ngay mời, con Nhung lên giải quyết rồi. Con này chưa được. Dạ, con thưa thầy. Dạ, cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng. Cõi vô tưởng là cõi không có tâm sở tưởng. Cõi phi tưởng, phi phi tưởng là cõi vừa có tâm sở tưởng, vừa không có tâm sở tưởng phải chăng? Dạ, không nên nói vậy ạ. Dạ, tâm sở tưởng là một trong bảy tâm sở tợ tha biến hành, nên nó có mặt 121 tâm ạ. Dạ. Còn ở đây thầy nói là cõi hữu tưởng là cõi hữu tâm thì đương nhiên là nó có tâm rồi, còn cõi vô tưởng thì nó chỉ có sắc, nó không có tâm. Còn cõi phi tưởng, phi phi tưởng thì nó, tại vì cái tâm sở tưởng này là một trong bảy tâm sở tợ tha biến hành, do nó có trong 121 tâm đều có tâm sở tưởng, trừ cõi vô tưởng, vì cõi vô tưởng là cõi không có tâm. Dạ, đó là câu trả lời của con. Giải quyết thêm chút xíu cho quý vị. Dạ, con cõi hữu tưởng nè, cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng, có đúng không quý vị? Cõi hữu tưởng là cõi có tâm sở tưởng đúng không? Ủa, còn Dung nói đúng, còn ai nữa không? Đúng rồi. Thì chỉ có tâm sở tưởng như thế. Thì ta nói tới cõi tưởng, ta nói tới cõi hữu tưởng là cõi gì? Cõi có. Thì được học rồi, cõi hữu tưởng là cõi. Thì tôi hỏi mình phải trả lời đúng là cõi có tâm. Là cõi nói về tưởng ở đây, tôi nói về tâm chứ không phải, tôi nói về tưởng. Mình nói chỉ có tâm sở tưởng là không nên nói thế. Đúng chưa? Cõi vô tưởng là có vô tưởng nào thì không có. Và cõi phi tưởng, phi tưởng là cõi không có tưởng mà cũng là có tưởng, thì cái đó là cũng chặt luôn.
Gọi phi tưởng mà gọi kêu là gọi có tâm, có tâm nhưng mà tại vi tế quá thì kêu là không có tâm, phi tưởng vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Rồi học lâu quá trời quên hết rồi, thôi rồi quý vị ơi. Thì tâm sở tưởng có trong 121 tâm, nhưng mà mình nói chứ nói chỉ có tâm sở tưởng thôi, đặt rồi đó, nó rõ ràng, không có gì pháp phải nói rõ ràng chứ, đâu có nói một chữ nữa. Đồ mẹo cho quý vị động não cho phát triển trí tuệ. Có hỏi cho được, mình phải nói đúng pháp chứ, mình hỏi cho được. Rồi, câu số 1 qua ha, cho động não chút xíu ha. Rồi câu số 2. Ủa, nãy câu số 1, câu số 2 vậy? À, ai giờ tới câu số 3 luôn nha. Câu số 3. Khi một vị thiền sư, khi một vị thiền không nên nói thế, vậy thôi sao? Khi một vị thiền sư cõi phạm thiên sắc giới, khi một vị thiền sư cõi phạm thiên sắc giới, nắm bắt đề mục hơi thở để quán tứ niệm xứ, nắm bắt đề mục hơi thở để quán tứ niệm xứ, vậy vị đó có thể đạt được đạo quả không? Đây, vì nó có thể đạt được đạo quả không? Rồi, câu này cũng dễ ổi ha. Rồi, mời MC lên làm việc đây. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con xin được đọc câu số 3 của thầy. Khi một vị thiền sư cõi phạm thiên sắc giới nắm bắt đề mục hơi thở để quán tứ niệm xứ, vậy vị đó có thể đạt được đạo quả không? Dạ cô Nhung đã trả lời rồi đó thầy ơi. Dạ cô Meta ơi, cô Meta trả lời không? Cô Meta ơi, alo cô Meta ơi, lên cứu bộ đi cô, cứu bộ râm đi cô. Dạ xa thú, dạ con kính nhân mắt cho cô ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thấy cô Pháp Nguồn nói là câu bất hủ của thầy không nên nói thế. Nhưng mà trong trường hợp câu này thì như thế nào? Con lúc lại thú thật với thầy cũng như quý vị trong đạo tràng là có lẽ là tuổi già nó đến hay sao, đầu óc con ù lì quá. Con thấy con tệ quá. Nhưng mà thôi con đọc câu này rồi con hiểu được gì thì con nói cái nấy. Khi một vị thiền sư cõi phạm thiên sắc giới nắm bắt đề mục hơi thở để quán tứ niệm xứ, vậy vị đó có thể đạt được đạo quả không? Dạ thì con thấy là cõi sắc giới thì có danh có sắc, nhưng mà chỉ có cõi vô tưởng thì không có tâm.
trừ cõi vô tưởng ra thì không có tâm. Thì ở đây nói là cái vị thiền sư Phạm Thiên ở cõi sắc giới này dùng cái đề mục là hơi thở để quán tứ niệm xứ, tức là quán thân thọ tâm pháp. Thì chỉ trừ cái gì mà ở cõi vô tưởng đó, không có tâm. Thì không có quán về thọ, rồi tâm pháp được. Bởi vì không có tâm, cho nên không có thọ, rồi không có tâm. Còn các vị kia thì được. Thì con thấy là chỉ trừ cõi vô tưởng thôi, thì cái vị Phạm Thiên ở cõi vô tưởng thì không được, còn các vị khác thì được. Là theo con nghĩ là vậy, không biết có đúng không. Và con xin trả mít cho thầy để thầy chỉ dạy. cô đừng có lo, đừng có nghĩ là mình già đầu óc mà nó yếu đuối rồi. Cô nói cô già cô quên, mấy người trẻ hay sao, người trẻ lên cũng lãnh đồng dịch rầm rầm lãnh đồng dịch quá không kịp. Cô lo đâu có dễ không còn Lào Cai mới vô lãnh hai tiếng đồng dịch rồi. Cô nói vậy làm pháp nguồn lọc cái như mấy vị trẻ kia nói trời ơi chết rồi, vậy là mình cũng như cô Meta chết luôn. Mời người vị khác nha, câu nó đã là chưa được rồi. Rồi đâu pháp nguồn lọc cái lên gỡ vốn rồi mà giờ thua quá gỡ vốn rồi. Thầy, con theo con thì con xin được trả lời ở chống người chống. Một vị thiền sư cõi Phạm Thiên sắc giới nắm bắt đề mục hơi thở để quán tứ niệm xứ, vậy vị đó có thể đạt được đạo quả không? Theo con thì cũng dù ở cõi sắc giới này thì dù thì tu cao đến đâu thì cũng vẫn còn hữu lậu, như là lậu hoặc của tam giới cõi. Chả cũng con nghĩ là nếu mà tu tập mà đề mục hơi thở không thì chắc là không đạt được đạo quả đâu. Con xin được trả lời như vậy, không biết là có đỡ được tí nào không. Dạ con xin phép được xuống mấy mời một vị khác đi, có gì sai thì mong thầy chỉnh sửa cho con. Nay ở chỗ pháp nguồn Lào Cai nay có mấy người ngồi đó vậy? Có mấy người ngồi chung nghe có mình hả? Vậy thôi lãnh thêm hai trứng là bốn trứng rồi, lát nhớ chia cho bạn bè. Chia cho bạn bè ăn luộc lên rồi chấm muối tiêu nữa không ngon lành. Rồi mời tiếp. Dạ thưa thầy, con xin lãnh trứng đi thầy. Con xin trả lời câu hỏi này. Cái này là thầy hỏi cách cớ thì sao á. Con đọc là cái câu con thấy là, để con box lại. Khi một vị thiền sư cõi Phạm Thiên sắc giới nắm bắt đề mục hơi thở để quán tứ niệm xứ, vậy vị đó có thể đạt được đạo quả không? Và câu trả lời của con là không nên nói thế. Thầy, theo con suy nghĩ thầy, nếu như mà vị thiền sư ở cõi Phạm Thiên sắc giới thì có lẽ là vị đó đã đắc được đạo quả rồi, chứ đâu có cần phải
khi mà đã có đã thiền sư ở cõi Phạm Thiên Sắc Giới thì có nghĩa là vị đó đã đắc rồi thì mới 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 được chứ, chứ làm sao mà đâu phải là chưa đắc mà mới gọi là thiền sư ở cõi Phạm Thiên Sắc Giới. Con mới giải thích sao cho nó dễ hiểu, nhưng mà theo con suy nghĩ là như vậy, thì con thấy câu này không nên nói thế thầy ơi. Dạ con xin lãnh trứng. Không biết đúng không nha thầy. Dạ cô Nhung ơi, cô Nhung lên cứu bồ với cậu giùm giùm con đi cô ơi. cái này thay gì thì bị nói trật cứ là lãnh hai trứng, cái này mà nói sao lắc xe lơ luôn mà cho luôn chục trứng luôn. Nguyên rõ luôn. Nguyên rõ người phạt nguyên rõ luôn, tối nay ăn no luôn. rồi mà thế với MC làm việc tiếp đi. Dạ thưa thầy, con mới học mà thầy hỏi mấy câu này sao con suy nghĩ con muốn buông cái đầu ra luôn thầy ơi. Dạ con nói đại suy nghĩ của con học cũng có nhiều, hỏi nhiều khi hỏi là bảy ba nhân khi trúng không khi không trúng, mà cái này rồi con học chưa tới đâu mà con trả lời cái câu hỏi này nó gói quá, nhưng mà theo như con hiểu thưa thầy, con không biết vậy là thiền sư hay là vậy gì mà hành giả gì hành giả nào nếu như mà tu đề mục thì đắc thiền chứ chưa có đắc đạo đắc quả phải không thưa thầy. Mà khi mà thiền quán á thì nếu mà thiền đề mục là thiền chỉ mà thiền quán thì nó khác nữa rồi thưa thầy, nó đâu có dính lại đâu mà con nói con suy nghĩ vậy không biết phải không nè thưa thầy. Dạy đi thầy ơi. Mình ra người ta nói mình chưa học kỹ chi pháp, chưa học người kia nói khoan nói bậy bạ. khoan đi lý giải lý luận tùm lum chết luôn ha. Cho nên giờ kêu cho Nguyễn chia lại cho hai trứng xà đỡ. Cho Nguyễn chia hai trứng đi. Câu này dễ sao không ai nói được cái ta, mời MC làm lại làm việc cái. Dạ thưa thầy, để con trả lời coi có được không hay lãnh thuật bực tiếp cho thầy. Câu 3. Khi một vị thiền sư cõi Phạm Thiên Sắc Giới nắm bắt đề một hơi thở để quán tứ niệm xứ, vậy vị đó có thể đạt được đạo quả không? Dạ thì theo con nghĩ là một vị thiền sư là đủ năm uẩn, mà vị ở cõi Phạm Thiên Sắc Giới thì chỉ có ba uẩn là nhãn, nhĩ và ý vật. Vì vậy thì con nghĩ là Phạm Thiên Sắc Giới không làm thiền sư, chỉ ở cõi dục giới mới có đủ năm uẩn để trở thành thiền sư ạ thưa thầy. Dạ con xin hết ạ. Rồi hết rồi này. Này là bốn trứng luôn chứ chứ phải hai trứng, cho bốn trứng luôn tiêu tầm khổ ghê. Trứng này bán đắt quá trời, nãy giờ bán 20 luôn, 20 trứng rồi xong xong. Nào bây giờ nói cô Nhung coi, mời cô Nhung, nãy nó không nên nói thế gì đó, cô Nhung là giải quyết kìa coi.
Vậy không không ai trả lời được hết ta? Có ai không? Cho đếm cho tới nghĩ không ra. Rồi, vậy mà ta cho ra đáp đáp số à, cho ra đáp án hay là có ai muốn lên đâu? Đâu có gì đâu có, là phải quên thôi chứ gì đâu có. Giờ hỏi là cõi sắc giới có hơi thở không? Cõi sắc giới có hơi thở không? Ai nói gọi sắc giới có, ai nói có hơi thở, ai nói cô mấy ta ơi, cô pháp ngược là cái ơi. Học tới đó rồi quên hết rồi, không có hơi thở, gọi sắc giới ta đâu có thở như mình đâu. Nó không phải không có mũi, ta vẫn có như thường. Nhưng mà cõi đó, nên cõi đó không có khó sử dụng hơi thở như mình, không có sống bằng hơi thở, sống bằng thiền. Không có hơi thở. Không có hơi thở, mà không có hơi thở thì sao nắm bắt hơi thở. Không hơi thở thì sao lấy hơi thở tu. Không có lấy gì tu. Đúng không? Không hơi thở thì sao nắm bắt hơi thở tu. Có nhiều đó quên hết trơn. Dễ quá chừng. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu rồi hả? Hiểu không vậy? Thì có hình thẳng lại đúng, kêu lên nói, không chịu nói, rồi chịu lòi lãnh làm dịch luôn. Tại vì không biết cái ý của cái trong cái đó. Rồi, vậy thôi hả? Dạ, cái này khó. Rồi quên, nó không nhớ bài đó. Rồi, câu số 4. Nay bán không dịch đắt quá chừng, nay bán nó mấy chục rổ. Nguyên cho Nguyễn còn lẫn nguyên thúng nè. À, chưa được học tới thì còn nghe đó. Câu số 4. Trời có lên trứng này còn còn trứng này còn trứng trứng này bên Mỹ lên giá quá chừng nữa. Vậy đâu đúng, đó lại sao đúng, chặt lắc vậy, đúng đâu đúng. Chặt xa lắm, nói cõi cõi sắc giới có ba quẩn rồi chặt còn lẹ nữa. Rồi, câu số 4. Nó mất tiêu rồi, MC mất tiêu rồi. Bốn, tâm sở tham. Bảy, tâm sở vô tham. Thuộc về quẩn nào? Rồi, câu này dễ quá tiền ha. Rồi, cho những cái câu dễ là bớt nha. Để cho quý vị trả bài lấy 10 điểm rồi con lành. Tâm sở tham, tâm sở vô tham. Thuộc về quẩn nào? Đó, dễ ớt ha. Lấy 10 điểm đi. Rồi, mời thư ký làm việc nha. Dạ thưa thầy, cho con xin trả lời câu hỏi này ạ. À, tâm sở tham và tâm sở vô tham thuộc thuộc về uẩn nào ạ? Thưa thầy thì nó có năm uẩn thì là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, sắc uẩn, hành uẩn, thì cái này nó thuộc về hành uẩn ạ. Nếu mà tâm sở tham và tâm sở vô tham thì thuộc về hành uẩn. Dạ con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không? Alo, alo. Đúng không? Rồi đúng rồi, xa thứ, xa thứ 10 điểm đó là mấy 10 điểm xa thứ. Xa thứ không? Rồi. À, kính lễ sư tại đức từ mới vào Roma rồi, để gỡ vốn ha, pháp ngồi là cai gỡ vốn lại được rồi ha. Rồi câu chót ha, tâm siêu thế, câu số 5 ha, câu số 5. Tâm siêu thế gồm với tâm hiệp thế, tâm siêu thế gồm với tâm hiệp thế,
sẽ là tâm tuyệt thế, phải chăng? Tâm siêu thế gồm với tâm thế sẽ là tâm tuyệt thế, phải chăng? À, câu này dễ nữa, cái làm dễ nữa, cô mới ta đâu rồi, lỡ vốn rồi. Rồi, xin xuống quyết dừng lại chứ bây giờ. Dạ thưa thầy, cái này là cái tâm tuyệt thế là tâm gì? Con chưa được nghe tâm tuyệt thế, chắc chỉ hiệp thế với siêu thế thôi. Con thấy chị trong mấy người là tuyệt thế à? Dạ, con xin được trả lời câu này ạ. À, thì ở trên bảng nêu thì có phân ra là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Vâng, thì cái này thì tâm siêu thế thì nó là tâm vượt ngoài thế gian rồi, thì làm sao mà nó có thể gộp với tâm hiệp thế được, cho nên là con xin trả lời là không nên nói vậy. Dạ, con xin được xứng mấy ạ. Không nên nói vậy thì lãnh thêm hai cái chứng nữa rồi, không nên nói vậy. Lãnh thêm hai chứng rồi, này pháp nguồn là cái nào. Luộc tiếng ăn mệt luôn ha. Rồi mời tiếp coi, mời quý vị tiếp nha. MC đi đâu lên làm việc đi. MC này làm việc không có sôm tụ gì đó, làm cho nó sôm tụ cho anh tới lớp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ thưa thầy ơi, con không có khiếu thầy ơi. Con không có khiếu làm MC. Con xin đọc câu số 5. Dạ, tâm siêu thế gồm với tâm hiệp thế sẽ là tâm tuyệt thế, phải chăng? Con thấy cái câu hỏi thì nó cũng đã kỳ rồi đó thầy. Mà con... giải thích anh sao? Xích phát hùng lâu ca thầy chưa gì, thầy cho ăn trứng mất tiêu rồi. Dạ con mời, trời ơi, trong này bữa nay cô Nhung ơi, cô Meta ơi, cô Meta ơi lên cứu bầu tiếp đi cô ơi. Dạ con mời các đạo hữu khác ạ. Sít An Nhiên ơi, sít có cặp mic được không ạ? Alo, alo. Cô Nhung, cô Meta, cô Mai. Cô Mai hồi nãy giờ cô Mai mở hàng điểm 10 hồi đầu á, cô Mai. Cô Mai lên trả lời giùm con với. Cô Mai ơi, con không mời được đâu thầy ơi. Này, tự nhiên thầy kêu con làm MC, sao con làm được. Ôi con xin phép xuống mít, con mời kính mời đàn ạ. Cô Nhung lên cứu bồ đi cô Nhung. Sao con mời hoài ế hết trơn rồi thầy. Thầy con hỏi con trả lời câu này đi thầy. Thầy ơi, tâm siêu thế là tâm đạo và tâm quả mà thầy. Cái này sao gom lại được thầy? Con cũng nghĩ giống như xếp phát nguồn lâu cai á, mà sao thầy chưa gì thầy, thầy nói xếp phát nguồn lâu cai trả lời sai cho trứng mất tiêu rồi. Con tâm tuyệt thế là không có đâu nha sếp phát nguồn ơi, tại vì thầy ghi vậy thôi, thầy hỏi vậy thôi chứ làm gì có cái tâm nào mà tâm tuyệt thế sếp. Em cũng không hiểu tâm tuyệt thế của thầy là cái gì nữa. Thôi con xin phép được xuống mít, con kính nhân mít lại cho đạo tràng ạ. Quá tài với MC luôn.
lên làm MC không không hấp dẫn rồi mà còn bị trả lời trật lắc nữa, lên xem một rổ nữa, một rổ trứng. MC bữa nay là thôi mệt nghỉ luôn. Ai lên câu này dễ quá trời, dễ mà giờ làm không được ha. Xin thôi mời quý vị là ai tình nguyện làm lại cái đó coi câu cuối cùng, ráng nhanh lên tranh thủ học bài chứ. Rồi mời. Dạ thưa thầy, thầy phải định nghĩa về tâm tuyệt thế thì chúng con mới hiểu ạ. Còn nếu như con thấy là nếu như mà nói một cách mà đơn giản thì 121 tâm thì chỉ gom lại là một, gọi là một tâm thôi, chứ không không có tuyệt, mới cả không tuyệt gì ở đây. Ví dụ như là 121 tâm thì gom lại gọi là một tâm, con nghĩ là nên nói như vậy. Còn còn nó thuộc về siêu thế hay thì hiệp thế thì nó đi theo cùng với những cái sở hữu đi kèm của nó, như là tâm hiệp thế thì đi theo những cái tâm sở hiệp thế, còn tâm siêu thế thì đi theo những cái tâm sở siêu thế, như là nó là những cái tâm mà nó bắt được cảnh niết bàn thôi. Còn nếu mà gom thì không thể gom được. Chị con chỉ nghĩ là 121 tâm thì gom lại là một tâm thôi. Con được xin phép được xuống mic ạ. Câu ABC quá chừng, quý vị bị suy nghĩ quá làm rối rồi. Giờ tâm được chia là mấy? Tâm được chia là mấy? Tất cả là pháp chia này, cái tâm được chia là mấy? Thì tâm chia làm hai là tâm gì? Tâm chia là tâm gì? Thì hiệp thế, siêu thế, hiệp thế, giờ hai này gom lại là gì? Chia ra được sao gom được? Chia ra được sao gom được? Thì thế là ta đặt lên đấy, mình đánh lừa, ai biểu bắt lừa chứ. Thì gọi là tâm như thôi, thế siêu thế gom lại là tâm như thôi, thì có gì đâu. Giờ trời ơi, khổ quá, tất cả là pháp chia là hai pháp thực tế, pháp chế không cho đã ABC rồi. Giờ cái hỏi hai cái gom lại là gì không biết à. Trả lời cũng chưa có trúng chưa câu hỏi nữa, chưa trúng chưa đúng câu hỏi, nhưng mà thôi cũng được an ủi cho pháp nguồn là cái năm điểm, năm được an ủi. Gì đâu kỳ, tâm chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế, đúng không? Mà giờ nó nói tâm siêu thế, tâm hiệp thế gom lại kia là được, gom lại được chứ, gì đâu kỳ. Tại mình hiểu tầm bậy tầm bạ, mình kêu kỳ. Tâm tuyệt thế là ta đặt ra để mình đánh lừa mình thôi. Nhưng mình bị lạc hướng. Rồi, nắm được chưa? Nhớ bài chưa? Rồi, ơi, học cái này học từ lúc ABC vô là từ đầu A B C rồi. Dạ, chết luôn rồi, phải xong rồi ha. Giờ bắt đầu mình vô bài học ha. Thì trước là mình học về gì bên này, trước thì học về nhân ha, nhân phối hợp tâm và tâm sở thì nếu mình học nhóm A thì nó về nhân tham. Thì nhân tham chúng ta có là nhân tham thì nó có mặt trong tám tâm tham. Nói về tâm thì nó có mặt của tâm tham, tâm sở nó cũng có những cái tâm sở phối hợp chung với tham. Thì đó là nhóm A về nhân tham. Về nhân sân cũng vậy, thì nhân sân nó có mặt trong hai tâm sân cùng với tâm sở phối hợp. Nhân si cũng có mặt trong 12 tâm bất thiện ha, là tâm bất thiện có mặt trong những tâm sở phối hợp chung đó. Thì như vậy là mình học xong cái nhóm A rồi ha, đúng không? Đúng rồi, MC chồng ha, không nhớ mà phải không? Đây. Học
bó tay làm sao, bắt nguồn là gai. Đặt câu hỏi cho mở chìa khóa trí tuệ ra, còn bó tay nữa thôi chết rồi. Rồi bây giờ mình tới nhóm B ha. Nhóm B thì số 1 là có vô tham và số 2 là vô sân. Đấy. B 1 vô tham và 2 là vô sân, tức là có hai nhân. Nhóm B thì mình có thứ nhất là có vô tham và vô sân. Vô tham và 2 là vô sân. Và số 1 có 2 cái vô tham và vô sân. Đó là nhóm B ha. Rồi, bây giờ vô tham, nhóm B có vô tham và vô sân như vậy thì hai cái nhân này á thì nó có mặt trong bao nhiêu loại tâm, đối với tâm nó có bao nhiêu loại. Giờ học mà phải hỏi dí cái gì mới tiến bộ được chứ, mà kiểu mà chúng ta nói là 10 năm sau cũng không quên, không nhớ gì hết trơn. Rồi, cô Mê Ta nói là 59 tâm. Thì tại sao 59 tâm? Đâu mời cô Mê Ta lên ngay. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ, nhân vô tham và vô sân. Thì con nói nó có ở trong 59 tâm là con nhìn vào bản niêu thì con thấy là nó có ở trong 24 tâm dục giới tịnh hảo và trong 27 tâm đảo đại thì nó cũng có luôn, và 8 tâm sư thế cũng có, thì cộng lại là 59 tâm. Dạ con trả lời như vậy không biết có đúng không thầy. Dạ con xin trả máy lại cho thầy. Rồi, đặt thêm câu hỏi nữa cho sáng tỏ. Giờ tại sao nó có mặt trong những tâm mà có hợp trí? Tại sao nó có mặt trong những tâm hợp trí? Và mời con. Dạ, Nam Mô Bụt Thà nha. Nam Mô Thà. Dạ, bởi vì nếu là hợp trí thì phải có đủ ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì ở đây chỉ nói về hai cái nhân vô tham và vô sân thôi, thì đương nhiên là nó phải có trong 24 tâm dục giới tịnh hảo, là những cái tâm mà hợp trí thì đương nhiên là nó phải có rồi, hai cái tâm này rồi, hai cái nhân này rồi thầy, vô tham vô sân. Ngoài ra nó còn có thêm vô si nữa, mà người ta đâu có hỏi ba nhân, người ta chỉ hỏi hai nhân thôi, thì đương nhiên là nó phải có trong 24 tâm dục giới tịnh hảo, rồi 27 tâm đáo đại hay là 8 tâm siêu thế đều phải có hết. Dạ con trả lời là như vậy thầy. Xà thử, xà thử, chính xác ha, hay quá trời, 10 điểm nữa, hay quá. Trả lời tuyệt vời ha. Rồi, như vậy là tâm thì nó có 59 ha. 59 tâm là 24 tâm dục giới tịnh hảo, có đủ hai cái nhân này ha. 27 đáo đại cũng có, mà 8 siêu thế cũng có luôn, thì có 59 tâm. Rồi về tâm sở. Tâm sở thì chúng ta được biết là có 36 tâm sở. Và 13 tập tha là có đủ ha, 13 tập tha. 23 tâm sở tịnh hảo trừ từ vô tham và vô sân. Tại sao trừ vô tham và vô sân? Rồi xin mời pháp nguồn Lào Cai lên gỡ dấu là ngay. Tại sao trừ vô tham vô sân ra? Dạ con xin phép, ban nãy con nghe chưa được kỹ lắm ạ, con kính mong thầy giảng lại cho con một chút rồi con trả lời ạ. Dạ con xin được xuống. Rồi, trong cái bài học này đó thì nói về hai nhân của tham vô sân ha, thì nó về tâm thì đã cô
Thì tâm sở thì người ta cho biết là có 36 tâm sở, đúng không? 13 tà tha, 23 tâm sở tình hảo, trừ vô tham và vô sân. Tâm sở tình hảo có 25, rồi giờ trừ hai cái vô tham vô sân ra. Tại sao? Đó, vậy thôi, câu hỏi đơn giản. Rồi mời Pháp Nguồn. Dạ, vì nó đã có ở trong đó rồi thì mình không cần cộng vào ạ. Thì nó đã có vô tham vô sân ở trong đó rồi thì mình không cần cộng vô tham vô sân vào nữa, cho nên là tính như vậy là đúng ạ, thưa thầy. Rồi, xa thứ bởi vì nó có rồi, nói gì nữa, nó có mặt nó chính nó mình cộng vô chi nữa hơn. Rồi, xa thứ xa 10 điểm xa thứ. Rồi, số 2, si, nhân vô si. Nhân vô si có mặt trong bao nhiêu loại tâm? Mời hạnh kiểm, cái này hạnh kiểm học rồi ha. Hạnh kiểm lên nói lấy 10 điểm gỡ dấu nãy giờ, không được gì hết trơn. Mời hạnh kiểm nha. Dạ, để con tắt lửa cái thầy ơi, con mắc nấu cơm cho con nó đi làm, con làm trước nó mới có sống. Dạ, tâm vô si. Tâm vô si là tâm tâm hợp chí. Thì tâm vô si là có trong bốn ba mười hai, có trong 12 tâm hợp chí, năm tâm đại thiện hợp chí, thưa thầy, với tâm đấu đại, với tâm đạo tâm quả. Dạ, chả phải có nhiều đó không biết nữa thầy. Thưa thầy hỏi là không? Dạ con trả lời không biết chúng không. Dạ, con chấm hết là cho thầy sửa cho con ạ. Dạ. Lo nấu cơm lập chụp vô si là nhân, như là cái tâm là nhân vô si, tức là tâm sở vô si, tâm sở trí tuệ, tâm sở tự quyền á, nhân vô si thì trả lời cũng đúng đó, tức là nhân vô si được có mặt trong 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí, đúng không? 12 tâm dục tình hảo hợp trí là có nhân vô si, 27 đó đại cũng có nhân vô si luôn á, và 8 siêu thế cũng có luôn. Thì trả lời đúng ha, nhưng mà cái đầu tiên nói nó là nhân vô si chứ không phải là tâm vô si, không có tâm nào tâm vô si. Rồi xa thứ đúng ha, thôi kệ, an ủi cho gỡ điểm nãy ha, nãy giờ cho 10 điểm gỡ vốn ha. Rồi xa thứ. Rồi tâm sở thì người ta cho mình biết là có 37 tâm sở ha, 13 tâm sở tà tha, 24 tâm sở tình hảo, trừ trí. Đâu tôi cô lên có nói tại sao ta trừ trí lần nữa nghe cô nấu cơm cô lên nói nghe nữa, lấy luôn thêm lấy làm thêm nữa 10 điểm nữa kìa, tại sao trừ trí ra. Dạ thưa thầy, tại vì nó có cái nhân vô si thì cái nhân vô si này nó hợp chí rồi, nói sư thọ thầy hỏi làm sao con qua này. Tại sao trừ tâm trừ cái gì vậy thưa thầy, con quên là thầy hỏi là trừ chí. Dạ, trừ chí là trừ tâm sở tuệ phải không thầy? Tại vì tâm vô si, cái nhân vô si thì nó hợp với nha, tâm hợp với dạ, tại vì nó nhân vô si thì nó có trí tuệ, nó hợp với tâm sở tuệ rồi thì nó vô si thì nó có trí tuệ rồi, đâu có cộng vô, con không biết chỗ này thầy ạ. Con nghĩ như vậy thôi chứ con chưa có học mấy bài trước của thầy, con biết. Dạ.
Dạ thầy sửa cho con đi. Vô si chính là lý tại rồi, đã học tới nhân, mình đang nói nhân vô si nó phối hợp thì nó là chính nó rồi, cộng với chi nữa, nó có mặt rồi, gặp rồi mới tự ra vậy thôi. Có hiểu không? Hiểu cái này không? Với con hành kiểm hiểu không? Hiểu cái này. Rồi, đi tiếp ha. Để học về nhân thì mình học về có bốn phương cách về nhân. Bốn phương cách về nhân. Thứ nhất là nhân nhân. Hiểu không? Không biết cách nói à, rồi từ từ quen à. Có bốn phương cách về nhân. Thứ nhất là nhân. Là hê tú, hê tú là nhân nhân. Thì cái nhân nhân này ý ta muốn nói là nó là một cái giống như là cội rễ, một cội nguồn, một cái căn gốc ha, thì được gọi là nhân nhân. Được gọi như vậy tại vì nhân nhân này nó có được là sáu nhân, là tham sân si vô tham vô sân vô si, tức là những cái sáu cái nhân này thì là cội rễ của các pháp. Ví dụ như ba nhân tham sân si là cội rễ của pháp bất thiện, vô tham vô sân vô si là cội rễ của những pháp thiện và những pháp vô kiết. Thì như vậy sáu nhân này là những cái nhân của những nhân tương ưng, nhân tương ưng nhau, những đồng sanh với nhau. Thì ba nhân bất thiện thì nó có những sự tương đồng nhau, ba nhân thiện có những sự tương đồng nhau. Thì đây được gọi là nhân nhân, và ba cái sáu cái nhân được xếp vô cái nhóm nhất được gọi là nhân nhân. Thầy tú cũng vậy thôi, có gì khó không? Rồi cái số 2 là duyên nhân, bách giá hề tú, bách giá là duyên, hề tú, bách giá hề tú là duyên nhân, là duyên, tức là cái duyên được gọi là sự hỗ trợ, sự trợ giúp, sự tác động nhau không? Thì duyên nhân có nghĩa là cái này trợ cái kia sanh, cái điều kiện tạo nhân, hay là nguyên nhân tác dụng như là phương tiện. Thì nó cho biết thì cái duyên nhân tức là điều kiện tạo ra cái này cái kia tạo lại thì kêu là duyên nhân. Ví dụ như tứ đại là bốn đại đó, bốn đại là đất nước lửa gió đó. Thì trong kinh cái bản này chi tỳ khưu là nguyên nhân, tức là hệ tú, là những điều kiện, là bách giá là duyên để sắc quẩn ru bình thá biểu hiện. Tức là do tứ đại là nguyên nhân, là điều kiện, là duyên để cho sắc quẩn được hiện khởi. Thì đó là coi như là duyên nhân, tức là do những cái duyên tác tạo, có duyên hỗ trợ từ cái này để phát sinh ra cái kia, thì được gọi là duyên nhân. Nắm được cái gì? Tức là cái nguyên nhân để mà nó làm phát sinh ra cái này cái kia nọ đó, thì nó dùng cái cách gọi là duyên nhân. Vậy thôi, chứ có gì khó ha. Rồi cái số 3 là chí thượng nhân, bích tâm hề tú chí thượng nhân. Chí thượng là cái điều kiện cao nhất, điều kiện nổi rõ nhất, chính yếu nhất, tức là nguyên nhân hay điều kiện chính yếu. Thì thí dụ như giống như là do mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ cho ra cái quả ác, tạo cái nhân thiện thì nó sẽ cho ra quả thiện. Thì như vậy chí thượng nhân đây là nói về cái nghiệp và quả, tức là nói về cái nguyên nhân và cho ra cái kết quả, tức là nguyên nhân là cái nhân mà là một cái điều kiện chính, điều kiện mà nổi bật nhất để mà tạo ra cái quả. Thì như vậy được gọi là chí thượng nhân. Mình hiểu theo hiểu chút đỉnh mấy cái này thêm để mình có kiến thức thêm về những cái cách duyên trình bày. Rồi cái số 4 là phổ biến nhân, sát tha nó hề tú. Phổ biến nhân là những cái nguyên nhân thông thường, những cái điều kiện thông thường trong cái đời sống, chẳng hạn như thời tiết là nóng lạnh thì nó làm duyên cho phát sanh này kia nọ đủ thứ ha. Ví dụ như mà trời nóng quá thì nó làm phát sanh sự là khó chịu bực bội ha. Thời tiết lạnh quá cũng phát sanh sự khó chịu bực bội. Hoặc là tứ đại duyên, tứ đại làm duyên cho này kia ra nọ, thì đó là cái duyên thông thường.
cũng như là ta cho mình thí dụ như tinh chất của đất ha, và nước là nguyên nhân thông thường giúp tạo cái tính chất ngọt hay đắng của trái cây. À, cùng thế đấy, vô minh là nguyên nhân thông thường của hành, tức là ta nói là phổ biến nhân, tức là những cái nhân thông thường giống như tác động nhau để nó phát sinh ra cái này cái kia cái nọ. À, đó là gọi là phổ biến nhân, tức là những nguyên nhân thông thường, những điều kiện chung chung ha. À, thời tiết rồi âm dương ngũ hành vân vân, những cái đó là những đó là thuộc về phổ biến nhân. Đó là có bốn cái cách để cho mình biết ha. Rồi rồi kết kết luận ha, kết luận của bài học hôm nay ha. Á hề tú cá, những loại tâm vô nhân. Á hề tú cá là những loại tâm vô nhân, thì ta cho mình biết là học về nhân ha, thì có những cái loại tâm là không có nhân. Những loại tâm vô nhân đây cho mình biết là 18 tâm vô nhân, không có nhân trong đó, tức là nó không có nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, vô si. Thì như vậy được gọi là á hê tú cá. Hê tú là nhân ha, á hê tú cá là không có nhân, tức là những loại tâm mà không có nhân đó. Và mình thầm biết là có 10 tâm vô nhân, thì 18 cái tâm vô nhân này tìm thấy bên trong nó không có những cái nhân nào đồng sanh chung cho nó hết. Thì như vậy được gọi là tâm vô. Rồi rồi cái thứ nhì là ê cá hê tú cá, là những loại tâm có một nhân. Ê, cái hệ tố cáo là những loại tâm có một nhân, và có cái loại tâm nó chỉ có một nhân thôi, chứ nó không thể có là nhiều hơn. Chính là hai cái tâm si, tâm si thọ xã và nghĩ tâm si thọ xã phóng vật, mình học phải không? Thì hai cái tâm si này được tìm thấy nó chỉ có một nhân là nhân si. Bởi vì nó tâm si thì nó có cái nhân của nó là nhân si, ngoài ra không có tham, không có sân trong đó. Vì vậy tâm si nó có một nhân thì gọi là ê cá hê tú cá, và loại tâm mà chỉ có một nhân. Có gì nắm được như vậy? Alo. Alo. Rồi ok ha. Rồi đó là cái loại tâm chỉ có một nhân ha, trong tâm nó tìm thấy chỉ có một nhân thôi. Rồi cái thứ ba là duy hê, là những loại tâm có hai nhân. Thì những loại tâm nào có hai nhân? Những loại tâm được tìm thấy là trong 10 cái tâm bất thiện. Là 10 cái tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân. Thì được tìm thấy là trong 12 tâm bất thiện có 10 cái tâm bất thiện nó có hai nhân. 10 cái tâm bất thiện có hai nhân là nhân gì quý vị? Ví dụ như 8 tham nó có hai nhân. À, nhân gì, nhân gì? Tham si xa thứ, tham si xa thứ. Rồi là hai tâm sân, là sân si, tâm sân si. Thì như vậy 10 cái tâm bất thiện này tìm thấy nó có hai nhân trong đó, là nhân chính là ví dụ như 8 tâm tham thì nhân chính là tham, và si là hỗ trợ thêm. Ở vậy hãy mà tham là có ngu theo ha, tham thì si, mà sân thì cũng si luôn. Nên bất kỳ 10 cái tâm bất thiện có được hai nhân là 8 tham và 2 sân, có được hai nhân. Rồi tâm thiện thì có được 12 ly trí, 12 tâm thiện thuộc về ly trí. Vậy tại sao 12 tâm thiện ly trí chỉ có hai nhân? Tại sao nó chỉ có hai nhân quý vị ơi? Ngũ tham của sân. Vì nó ly trí, nó không có nhân vô si. Nó không có nhân vô si, nó ly trí mà, thì nó không đâu có đâu có trí tuệ, thì nó trừ cái vô si ra, thì cho nên nó chỉ có hai nhân. Thì như vậy có 12 cái ly trí, 12 tâm ly trí. Rồi như vậy là hai nhân thì mình có là 10 cái bất thiện ha, về thiện và di tác luôn đó, chứ mình nói thiện là mình nói chung ha. Tức là có bốn cái thiện ly trí dục giới, bốn quả, bốn chi tác là 12 ha, 12 ly trí. Mình ghi thêm đi, ghi thêm sửa lại chữ thêm chút xíu đi. 12 dục giới tình hảo,
nè, nè dùng với tình thảo cho rõ ràng khỏi lộn thì người ta hiểu lầm. Chỗ cái thiện á, thiện có về thiện có 12 ly trí, bất thiện thì có 10 phải không? À, về thiện thì có 12 lý, nhưng mà mình ghi thiện không thì nó nhiều khi người ta hiểu lầm ha. À, thiện và di tác đi. Ở đây là ghi là dụng giới tình hảo và vậy thì cho dễ ha. Giới tình hảo ly trí đúng rồi, chỉ có 12 ly trí. Thiện có 12 tâm dục giới tình hảo chứ thiện thiện không cũng chưa cũng cũng chưa được, nó bỏ chữ thiện đi cho nó rõ ràng luôn ha. Hay nào đi tiếp. Rồi, à. Rồi tới ba nhân. Tí hê tú cá là tìm thấy có ba nhân và những loại tâm có ba nhân. Và những tâm dục giới tình hảo. À, những tâm dục giới tình hảo có trí tuệ, à, dục giới tình hảo có trí tuệ là có 12, dục giới tình hảo có 12 trí, có 12 ha, và có hợp trí. Dục giới tình hảo có 12, đạo đại có 27, siêu thế có 8, có 8 là mình lấy gọn ha. À. Rồi, đó là hai siêu thế. Rồi, như vậy là tìm thấy trong cái những cái tâm có ba nhân là dục giới tình hảo, hợp trí có 12 ha. Đó đại có 27 là 15 sắc giới và 12 vô sắc ha. Thì tìm thấy có ba nhân đầy đủ và siêu thế có đủ ba nhân luôn, thì như vậy chúng ta có được 12 dục giới tình hảo hợp trí, 27 đó đại và 8 siêu thế. Rồi, tổng cộng. Giờ tổng cộng thì mình có là 18 18, 2, 10, 12, 12, 27, 8 bằng là 89. Để tất cả là 89 tâm ha. Thì 18 là 18 vô nhân ha. 2 si. À, rồi 10 là 10 bất thiện. 12 ly trí. 12 hợp trí. 27 đạo đại và 8 siêu thế. Tổng cộng mình có là 89 loại tâm. Vô nhân và hữu nhân. À, vô nhân và hữu nhân, 1 nhân, 2 nhân, 3 nhân. Đầy đủ ha. À, như vậy là về cái bài về vô nhân là mình về nhân là mình đã học xong. Hôm nay là dứt điểm cái bài về nhân thiện và bất thiện trộn lẫn ha, hỗn hợp trộn lẫn ha. À, đó là cái bài học hôm nay học tới đây ha. Rồi từ sau mình sẽ đi vô tới bài số 2 là bảy chi thiền ha. Từ sau mình sẽ vô tới phần đó ha. Rồi từ sau thì đọc cái bài đó ha. Rồi mình đọc cái bài bảy chi thiền cho mình học. Vậy nhớ ôn bài nha, vậy ôn bài đủ từ sau có câu hỏi đừng làm trứng nhiều quá, đứng đây bên đây mắc lắm. Rồi hôm nay đã học cái đầy đủ là vừa phải lẽ ha. Và do phú quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân lý đồng điện ngã cả thái mô ta giá nắc mô tham bằng nhạc nắc mô xin tám mít lại cho MC. Đã vào đạo tràng giảng dạy về di diệu pháp cho chúng con. Dạ bây giờ để con coi trong đạo tràng có còn sư nào. Dạ chỉ còn có sư Tuệ Đức. Dạ không biết sư có trước máy hay không, con xin đọc phần sám hối. Dạ có sư, có ngài Trí Đức nữa. Dạ con xin đọc phần sám hối và xin ghi ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang về na hoàn đề hàng bà đa vi phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu vi thằng quá hằng
tham mê vô khalito đô sô tham mô khamát tu tăng ma măng. Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang gina hoàn đề hàng sân khẩn chế đô vi thốt ta mạng sân hệ dô khá lý tổ đồ sổ sân khổ khá mát tu tăng ma mạng. Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý Hoa tu sắp phẩm mang gà lăng ra khăn lưu sắp bật hế hoa ta sắp bụt tá hai nụ phá quê là sơ đà sô thê phô văn đu tê phô hoa tu sắp phẩm mang gà lăng ra khăn lưu sắp bật hế ta sắp bật thầm mai nụ phá quê là sơ đà sô thê phô văn đu tê phô hoa tu sắp phẩm mang gà lăng ra khăn lưu sắp bật hế hoa ta sắp bật sân tá hai nụ phá quê là sơ đà sô thê phá văn đu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì những người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lời thường thường để người xua tha la thô trụ tổ runo bồ tát sa tha le ro vô trụ tổ hội cha sắp bê nhà tu quy sa tha la tham Subhita Brunaha Bodhasa Tane Aroga Subhita Hoisa Sabbe Nyatipi Deyaratha Subhita Brunaha Bodhasa Tane Aroga Subhita Hoisa Sabbe Nyatipi Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tập quá trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú, lành thai. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã cho đạo tràng chúng con. Và sau đây con xin đọc phần hồi hướng sau khi pháp. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne pha hoàn tu bu chi ta xuất thình con tê tha vi ha ra man da lê thể ra cha mắt cha na wa ca cha phích kha wo sa ra mi ca da na bát ti u ba sắc ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắc ba na phụ ta su khi ta pha hoàn tu tề cha là bu cha về bị cha anh đã sầm pha hoa sẵn xê đã cha ta a tha wo ba ca ti ca niu ya ni cầm tham ma hoa rằng bát tích cha tề sắp bề bi đốt khát xa ca rộn tu sẵn khá dặn thà tu chi rằng sách tăng thầm âm hề rắc khanh tu sắc thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô út thinh sam ba bu nay ya ma tham ma đi dắt ba quê đi tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí thiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng của cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận.